Xin chào anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series từ game Hoàng Chiến Hùng Naruto Mobile nha. Trong clip lần này mình sẽ giới thiệu qua cho anh em và chỉ ra cho anh em tổng hợp tất cả những cái số cách hiện thời, hiện tại có thể tăng lực chiến cho nhân vật của chúng ta nha anh em nha. Trong clip lần này thì cách đầu tiên là mình sẽ phân ra là chia cho cách tăng cho anh em nông dân. Những cách đầu tiên là sẽ tăng cho anh em nông dân và những cái cách tiếp theo là tăng cho một số những anh em có điều kiện. Điều kiện nạp thẻ. Đầu tiên là cách tăng cho anh em nông dân thì đầu tiên chúng ta điểm qua phần nhân vật đi. Anh em nông dân thì hoàn toàn có thể sở hữu những con ảo thuật bất kỳ. Chắc chắn sẽ sở hữu con ảo thuật xin này này. Ví dụ anh em sở hữu được ảo thuật xin thì anh em hoàn toàn có thể dùng nó cái phần kỹ năng này anh em tẩy điểm. Đây, anh em tẩy cái này đi. Lãng quên đi, xong rồi lĩnh ngộ luôn ra cái tốc nào đó, skin tốc độ nào đó. Giống như cái con này này, tốc độ này, nó có skin tốc độ này. Để hoàn toàn lĩnh ngộ ra cái skin tốc độ để cho nó tăng tốc độ của con nhân vật của mình lên. Giống như này này anh em này. Tốc độ 17.000 đấy. 17.603 điểm. Tốc độ anh em hoàn toàn có thể đạt được sau khi xem xong clip này của mình. Rất dễ thôi, hôm nay mình sẽ tổng hợp lại tất cả những cái số cách mà mình biết đang nghiên cứu. Đầu tiên là cái nhân vật nha. Cách thứ hai, chúng ta hoàn toàn có thể mình phải nói rõ ra cái này nữa chứ. Cái lĩnh ngộ này, cái đam này anh em hoàn toàn có thể kiếm ở trong bản nha, để anh em nâng cấp lên này. Sau khi lĩnh ngộ được cái phẩm, cái skin bị động tăng tốc, anh em có thể dùng để nâng cấp lên. Cũng tốn một cái ngọc xanh xanh này, mình không biết tên là gì đâu. Mà cố gắng tự tìm hiểu, mình chỉ nói sơ quát qua thôi. Tại vì nếu mà nói dài quá, chi tiết quá thì dài, clip dài. Cứ lĩnh ngộ ra cái skin này, tốc độ như này. Cố ra cái dòng đỏ hoặc là dòng vàng, cái dòng tím lại được, anh em cái chay ra dòng tím lại được, chưa tạm đâu. Dòng tím, dòng cam cũng được rồi, không cần nhất thiết dòng đỏ đâu, tẩy mãi chưa chắc đã ra đâu. Đấy, nó khó lắm, nhân phẩm nó phải cao mới được cái dòng đỏ như này nha anh em nha. Cách thứ hai cho anh em cái chay đó là cái phần skin Kaguya bảo vật. Anh em có thể đẩy tốc độ này, anh em có thể thấy đây có bốn cái tốc độ, bốn cái bảo vật. Hết 3 dòng đầu tiên là tốc độ, bạn ấy đã tẩy hết 3 dòng đầu tiên tốc độ nha. Rất dễ dàng, anh em có thể tẩy bằng cái điểm này. Cái đầu này anh em phải kiếm trong cái phụ bản. Bản ở lên server này cũng hành trình Hokage. Còn đường Mizukage cũng rớt ra cái đấy luôn. Anh em tẩy điểm bằng phần Kaguya. Ví dụ anh em muốn giữ lại cái điểm của cái dòng đỏ anh em vào đốt đây thì mỗi đợt tẩy sang anh em sẽ mất 40 vàng. Đấy, rất đơn giản thôi anh em. Ba dòng này sẽ thay đổi này, tẩy phát là mất. Ba dòng này sẽ thay đổi nhé. Khi anh em muốn lưu lại cái mới anh em nó sẽ đổi thôi, đơn giản, tẩy rất dễ. Tẩy các con này cũng giống như tẩy mấy con đồng đội hoặc là mấy con Jichuriki thôi. Trang bị. Cách thứ ba là Jichuriki nha. Ba cách đầu tiên này thì áp dụng cho những anh em cày chay không có điều kiện thì nạp thẻ. Jichuriki chúng ta có phần trang bị. Đây, nguyên liệu tẩy của nó là dùng cái cục này. Cục than đen với cục vàng này thôi. Tẩy thì cũng giống như bên Kaoya, chúng ta dùng cái nguyên liệu này tẩy. Muốn giữ lại dòng nào thì ấn vào đây để giữ vàng. Nhưng riêng bên trang bị thú này thì nó sẽ đắt gấp đôi. Bên Kaoya giữ một dòng nó mất 80 vàng. Đấy, anh em ạ. Đấy là ba cái cách đầu tiên mình muốn chỉ cho anh em nông dân. Còn cách cuối cùng cũng là cái cách tăng được chiến khủng khiếp nhất mà anh em cũng nên biết để nếu khi nào có điều kiện thì anh em đầu tư vào nhé. Đó chính là cái cách giống trang bị hoặc thẻ anh em ạ. Trong một vài clip trước mình đã giới thiệu sơ qua cho anh em cái tính năng của trang bị hợp thể rồi. Mình chỉ nói chung chung thôi, mình cũng chưa vào sâu về những tính năng đó.
Nhưng mà để tăng tốc độ thì anh em để ý cho mình cái phần linh châu, cái đầu trang bị linh châu ở bên phía tay trái này, thứ ba từ trên xuống, trên viên ngọc linh châu phẩm đỏ, anh em có thể tăng 500. Phẩm đỏ 1 sao thì sẽ là tăng 500 tốc độ, còn cứ tăng lên 2 sao là sẽ lên 1.000, 3 sao là 1.500. Trang bị full cho đồng đội được chưa? Ngoài ra anh em có thể ép bằng tinh thạch nha anh em nha. Anh em biết tinh thạch này không? Đây chưa? Tinh thạch là cái đá rượu quang này anh em này. Bên mấy cái viên tinh thạch với cái này thì mình sẽ chỉ cho anh em cái sự kiện mà anh em có điều kiện chơi thì sắm viên tinh thạch đá rượu quang này. Độ cộng 16 luôn này một viên nhé, level 21. Bên này cũng có viên này cũng có luôn, điện quang level 11. Như nào tên là diệu quang nó tăng tốc độ nha anh em nhé. Anh em thấy đây có 1, 2, 3 viên rồi, 4 viên này, 5 viên, 6 viên, 6 viên. Được chưa? Đấy chỉ là con level 12 này nha. Còn hiệu xếp nha. Sàn đồng đội về tăng nguyên thì level 14 này. Đây có bao nhiêu viên diệu quang, viên huyền băng giảm sát thương siêu bão quét nhở. Nhưng chắc chắn cái điểm đến cái tinh thạch của cái phần trang bị này chắc chắn là viên diệu quang mới là viên ngon nhất trong tất cả các viên này nha. Một viên diệu quang là vào 21 này, 2 viên này, 3 viên này, 3 mảnh sắc cầu vòng ngon hơn diện thanh độ này. 4 viên, 5 viên, 6 viên luôn, 7, 8, 9, 10, đủ xét luôn. Chắc chắn là đồng độ căn nguyên này phải đủ xét anh em. Mình nghĩ bên này cũng vậy. À bên này không quá. 1, 2, 3, 4, 5 quang tím à. Một này. Wow, điểm sơ qua đây là 10 này, 7 hay 8 gì đó, đây cũng 6. Phần full xét hết tất cả các đồng đội anh em nha. Đáng sợ quá nhỉ. Cái Nakatsuki này cũng có 1-2 viên gì đó. Đấy, anh em hoàn toàn có thể chơi ghép vào đây, ghép vào bất kỳ con nào trong Akatsuki hoặc là đồng đội thì nó đều tăng cho chúng ta tốc độ với con nhân vật chính của mình. Và để sở hữu đá diệu quang cũng như những trang bị long uyên đỏ, đặc biệt là linh châu long uyên đỏ để tăng tốc độ thì anh em có thể chơi sự kiện vòng quay thần dụ này. Anh em có thấy này, quay thần dụ nó ra rất nhiều quà này, quà tinh thạch ngẫu nhiên này, điểm cam này, đỏ này, màu vàng, còn có là trang bị long uyên 2 sao, 3 sao, thánh 3 sao, trang bị long uyên thánh 2 sao, dương tự chọn, huyền thoại côn hoa chí tôn. Xem tỷ lệ sắp xuất của nó đưa ra. Có vật thể khu cà phê định thất nhỉ, 1.5% dương tự chọn hình thoại của nó là chỉ tôm 1%. Quả tinh thạch ngẫu nhiên level 21 3%. Quả tinh thạch ngẫu nhiên level 16 9%. Quả tinh thạch ngẫu nhiên level 11 17%. Quả tinh thạch thần đan đan đinh
21%. Thế tỷ lệ ra kết quả tin cậy ngẫu nhiên là 11 này là khá là cao, 17% và có tin cậy ngẫu nhiên 23% là cũng to ấy, 3% là nó cũng to ấy. Mua một lần thì anh em mất 20.000 vàng, khuyên anh em nên tích khoảng mấy triệu vàng anh quay hết, chơi hết cái sự kiện vòng quay thần dụ này, nhưng với chiến lược tốc độ của anh em lên rất là ghê gớm. Điểm thần dụ 200 cái sở hữu điểm thần dụ. Thì mỗi lần quay này chúng ta sẽ được ở đây tiêu long ngọc mới nhận được điểm thần dụ anh em ạ. Tiêu long 1530 điểm, đã được thêm 1000 điểm thần dụ tiêu long ngọc. Wow, trong những sự kiện này mình là đến 26.000 năm ngọc, mình nhận được 100 mảnh tinh thạch ngẫu nhiên ra vào 16 người, xong lại còn nhận được 10.000 điểm thần dụ. Xong đấy là 10.000 điểm thần dụ để đi quay rồi mấy phát phê luôn. 30.000 anh này, 600 năm ngọc mua được luôn một cái cục linh châu long nguyên một sao này, không cần kiếm, tôi cần linh châu tiêu lam ngọc. Cái tiêu lam ngọc là phải được mà rất nhiều phần quà ngon giá trị trong tốc độ em mình nói khá nan man. Nói chung là ở đây có bốn cách, ngoài trừ lên level thì nó cộng những cái chỉ số tốc độ, nó ví dụ 341 điểm level này thì nó sẽ cộng tầm 300, hình như mình nhớ là 341 một level là một tốc anh em ạ. Còn lại là những cái trang bị bên ngoài thì có ba cách. Đầu tiên mình chỉ đến cho anh em là cho cách long dân, đó là phần ẩm hợp nhân vật này, pháp khí hay là bảo vật của Kaguya này, trang bị của Jinchuriki, cách đầu tiên phải chay. Và cách cuối cùng là chuyên sâu hơn cho anh em nạp tiền là cái phần trang bị trong Akatsuki và đồng đội. Ngoài sở hữu trang bị Linh Châu Long Nguyên thì anh em hoàn toàn có thể vui theo cái tinh thạch. Ở đây nó cũng là những tinh thạch rượu quang, anh em cứ nghe cái từ rượu quang là biết là nó mạnh mẽ rồi, rất vip rồi. Trang bị full cho tất cả, gắn vào tất cả những món đồ long nguyên độ này. Đây chúng ta có thể gỡ ra và gắn lại vào tất cả những trang bị khác được, nói chung là cứ một con hoặc thể là anh em gắn hết đúng mỗi con 10 món cho nó đủ một set. Nhưng trung bình mỗi món cộng 1.000 đi, mười con ở đây là 10.000 rồi, nên mình tính trung bình là 1.000 đấy. Mà nhiều cái chưa đủ nguyên liệu để áp anh nha. Và nhiều viên ở đây bạn ấy chưa áp được lên 1.000 đâu, là 400. Nhưng hiện tại chiến lược của bạn ấy cái phần tốc độ chỉ có 17.603 thôi. Trong đó 6.000 là mấy cái mức cơ bản rồi, mình điểm qua 6.000 là những mức cơ bản, còn lại 10.000 là từ cái phần tinh thạch diệu quang anh em ạ, rất mạnh rồi. Rồi anh em ạ, clip của mình cũng xin dừng lại ở đây thôi. Đây là những cái cách mà mình biết, mình nghiên cứu, mình tổng hợp lại cho anh em cách tăng tốc độ trong game. Nếu anh em nào biết thêm những cái cách gì khác thì có thể comment mình bên dưới video này nha, góp ý chúng ta cùng nhau thảo luận. Nếu anh em nào fan của game Naruto cũng như thích của Naruto bay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh nha, và đừng quên ấn vào quả chuông thông báo để đón xem những clip mới nhất của mình. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye anh em, see you again, bye bye.